Kinh diệt trừ dịch bệnh. Thế gian là vô thường, có sinh và có diệt, sống tham lam ích gì, chỉ là gây thêm tội. Lòng sân hận làm chi, chỉ mở đường đau khổ. Người có trí tư duy theo con đường Phật dạy, quán tưởng lòng từ bi, yêu thương cho vạn loại, nguyện sống đời chánh hạnh, tránh sát hại tà dâm, lìa gian tham trộm cắp, biết vừa chừng tiết kiệm để dành cho người sau, dù là một giọt nước hay chút hạt cơm mềm. Nguyện cho người quanh ta ai cũng đều khỏe mạnh, thoát bệnh khổ não thân, lòng an vui thư thái. Nguyện cho người quanh ta ai cũng đều tin kính ba ngôi báu Phật Đà, Pháp Thiên và Thánh chúng. Nguyện đời đời tu hành, hướng tâm về giải thoát, khỏi sinh tử luân hồi, dứt vô minh ngã chấp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.